nó nhiều quá trời, lúc nào vào là chị thấy mấy mọi người comment câu đó. Ơn Minh gì? Còn bạn áo không lại mua mất thật không? Có mất thật không? Muốn chạm vào con thỏ. Con thỏ vô tội mà. Con thỏ vô tội mà sao cứ muốn quấn nó vậy? Sao mua tối đa của 200 đôi vậy? Chắc là em mua hết được. Bin chỉ linh hạ lâm ngon không? Không ngon. Không ngon bằng Misue. Hello, hello Thái, hello mọi người. Mọi người ai có nhu cầu mua giày tham khảo giày với mình nha. Trước thì ai mổ hàng cho mình luôn á. Mà hàng đi nào mọi người ơi. Thì mua ghế được không ta? Ấy trường mua ghế. Thôi mua cái mới đi. Mua ghế này không ship tại nhà đâu. Em thì ai làm chị quá, em đi vào trong Google gì biết rồi. Thế mọi người có mưa không? Chứ mình đang mưa này. Chứ mình kiểu đang mưa luôn á. Toàn để ý con thỏ, nhìn thấy được toàn để ý con thỏ không. Chứ mọi người có mưa không? Cảm ơn Nguyễn Văn Nam nhá. Hello Nam. Chứ mình đang mưa luôn, kiểu mưa từ sáng nay rồi. Đúng cái lúc mà mình đi, kiểu đi làm hay đi đâu đó thì lại mưa. Hết áo và mẻ mặt thì có bán không á mọi người, mua thật không để em gắn link.